diện của thí sinh như vậy. Cảm thấy là chưa chắc có làm thế. Chứ không thành ở đây à, anh mua 1.000 hay 2.000 à? Chắc mua 500. Thank you. Cho lại tiếp. Thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng bất cứ một chương trình nào thì âm thanh nó vẫn là linh hồn của chương trình. Mà nếu mà âm thanh nó bị bệnh hoạn thì linh hồn đó nó bị lệch lạc. Chúng tôi thiết nghĩ như thế. Cho nên chúng tôi xin phép quý vị cho anh Kenny Ngọc rời cái bàn của ban giám khảo. Tức là anh Kenny Ngọc không làm ban giám khảo nữa mà trở về với cái siêu đoàn âm thanh ở đây để trực thuộc Bộ Chỉ huy để lo về vấn đề âm thanh. Xin quý vị một tràng vỗ tay cho sự trở về của anh Kenny Ngọc. Và thay vào đó, chúng tôi xin phép quý vị được mời một người thân hữu của, cũng như là một người rất có nhiều cái kinh nghiệm về âm nhạc của cộng đồng ở đây, đó là anh Quấn. Xin anh Quấn đứng dậy và cho tất cả các thí sinh biết anh Quấn sẽ đứng ở trong cái phòng của anh Kenny Ngọc trong ban giám khảo. Đó là cái thông báo mà tôi nghĩ rằng quý vị niệm tình tha thứ. Và nhạc phẩm kế tiếp có lẽ là phải thấm thiết hơn cái lời nhạc hồi nãy nữa, qua nhạc phẩm Xót Xa, qua tiếng hát của thí sinh Hùng Đăng. Xin quý vị một tràng vỗ tay thật lớn cho Hùng Đăng. Lần đầu tiên Hùng Đăng xin kính gửi đến ban tổ chức cùng quý vị khán giả và các bạn trong đêm hôm nay lời chào trân trọng nhất. Xin chúc cho buổi thi hôm nay thành công tốt đẹp. Yeah.